cái thứ mà người đàn ông cần nhất từ một người vợ đôi khi là câu em hiểu. Còn đâu phụ nữ thì lại cần gì từ chồng? Cần anh đây, có nghĩa là cần lúc nào là người đó cũng phải có bên. Chào bạn, tôi là Tuệ An và rất biết ơn bạn đã đang xem video này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái chủ đề là xung đột, cãi vã giữa những người bạn đời với nhau, giữa vợ và chồng. Và bạn có muốn biết điều gì xảy ra trong tâm lý của đàn ông khi mà cãi nhau với vợ hay không? Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé! Đầu tiên, khi bạn cãi nhau với anh ấy, đặc biệt là những cái cuộc cãi vã không có hồi kết, cái tôi của cả hai cùng cao, đều tranh luận một cách gay gắt, tranh giành cái quyền đúng về phía mình và quyền sai là ở phía đối phương, thì người chồng sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng anh ấy. Nếu sự không tôn trọng với mỗi người vợ chỉ là buồn buồn chán chán vu vơ thôi, thì với mỗi người chồng cái sự không tôn trọng á, nó được nâng lên một mức độ cao hơn. Thậm chí có thể người ta sẽ cảm thấy là mình rất là khinh miệt, hay là sỉ nhục, hay là coi thường. Và có thể những người phụ nữ không có ý đó đâu, nhưng những ông chồng, những người đàn ông thì lại luôn luôn nghĩ như vậy. Đặc biệt với những người đàn ông mà có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, ví dụ như là có tính cách thủ lĩnh, thống trị, thích ra quyết định, hơi gia trưởng độc đoán một chút chẳng hạn, thì khi chúng ta cãi nhau với họ, họ sẽ cảm thấy họ không được tôn trọng. Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Đương nhiên mình đã chẳng vừa thì họ cũng chẳng vừa. Và họ cũng sẽ được khơi dậy cái sự giận dữ, cái tôi to đùng ở bên trong họ. Và rồi hai người sẽ đấu khẩu và chiến tranh với nhau. Đôi khi khi mà cãi vã hoài mà vẫn không giải quyết được, bất lực quá thì những người đàn ông đã phải sử dụng đến vũ lực, đến bạo lực để đàn áp đối phương. Và điều này thì làm cho cả hai đều tổn thương, chứ không phải chỉ mỗi người phụ nữ tổn thương đâu. Vậy nên tốt nhất là chúng ta hãy tránh những cái tình huống này, để cho người ấy luôn luôn cảm thấy được tôn trọng. Mình cũng có thể nói, bày tỏ ý kiến của mình đấy. Tuy nhiên hãy chọn một thời điểm phù hợp. Khi người đấy nóng giận thì chúng ta có thể chỉ tĩnh lặng lắng nghe thôi. Và mình quyết tâm nói là tôi sẽ không nói gì cả. Nói trong đầu mình như vậy thôi nha. Còn đến một lúc nào đó mình có thể nói những cái ý kiến, những quan điểm của mình, nhưng không phải là vào cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng đang cãi nhau đó. Một tâm lý số 2 mà đàn ông thường nghĩ khi cãi nhau với vợ. Cái điều này xảy ra ở những người đàn ông mà có tính ôn hòa và yêu thương, và cũng hơi rụt rè một chút, thì họ sẽ có tâm lý là suy nghĩ xem làm thế nào để lảng tránh cái việc nói chuyện với vợ, làm thế nào để lảng tránh cái vấn đề này. Và người ấy có thể lảng tránh điều này bằng cách giữ im lặng. Vợ nói gì thì cứ nói, còn việc của mình là cứ im lặng. Thậm chí lúc đó người chồng đang ở bên vợ thôi, ở bên bằng cái thân xác thôi, nhưng cái tâm hồn thì lại đang bay nhảy đi một nơi nào đó rồi. Bởi vì người ta đang lảng tránh mà. Và nếu như chúng ta nói mãi, nói hoài mà thấy người ấy im lặng, thì chúng ta biết rằng đó là điểm dừng của mình. Mình phải dừng lại thôi, tại vì tâm của người ấy đã bay đi rất xa mình rồi. Và nếu như mình không nhận ra, mình cứ tiếp tục á, mà lại duy trì cái điều này nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm á, thì đến một ngày không chỉ tâm người ta bay xa đâu, mà đến thân người ta cũng bay xa khỏi mình luôn. Điều số 3 mà những người đàn ông thường nghĩ khi cãi nhau với bạn đời, đó là bạn không hiểu anh ấy. Vợ không hiểu mình, người yêu không hiểu mình. Cô ấy chỉ hiểu cô ấy thôi, cô ấy chỉ đòi hỏi và kiểm soát thôi, còn đâu chẳng hiểu được tâm tư của tôi, chẳng hiểu được những điều tôi cần, chẳng hiểu được những điều tôi muốn. Tại sao lại tệ như vậy? Và lúc đấy thì người đàn ông cũng cảm thấy rất hụt hẫng. Bởi vì bạn biết không, cái thứ mà người đàn ông cần nhất từ một người vợ đôi khi là câu em hiểu. Còn đâu phụ nữ thì lại cần gì từ chồng? Cần anh đây, có nghĩa là cần lúc nào là người đó cũng phải có bên mình, cũng phải ở bên mình này, yêu thương mình này, quan tâm mình này, mình cần hay mình khó cái chỗ nào là có mặt ngay này. Và bạn hãy luôn luôn nhớ rằng người đàn ông rất cần sự thấu hiểu.
nên hãy hạn chế sự xung đột. Bởi vì khi bạn xung đột, đó là anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn không có hiểu anh ấy. Suy nghĩ thứ tư mà những người đàn ông hay nghĩ khi cãi nhau với phụ nữ, đặc biệt là bạn đời, đó là: trời ơi, sao phụ nữ than phiền nhiều quá, bạn than phiền nhiều quá, bạn nói nhiều quá, bạn suy diễn nhiều quá, bạn nghĩ lung tung nhiều quá, và bạn đang chính làm cho bạn mệt và làm cho người ấy mệt tiếp theo. Do vậy cho nên mỗi khi có vấn đề gì cần nói, bạn hãy tránh nói lòng vòng, nói lan man nha. Hãy đi thẳng, tập trung vào vấn đề. Nếu không á, bạn cứ nói nhiều quá thì rút cục lại người đó cũng chẳng hiểu là bạn đang muốn nói điều gì đâu. Suy nghĩ thứ năm mà những người đàn ông thường nghĩ khi đang cãi nhau với vợ, đó là người phụ nữ này thật quyền lực. Người phụ nữ này giống như một bà hoàng vậy, thích ra lệnh, thích chỉ đạo, thích kiểm soát. Và cô ấy cãi nhau giỏi quá đi, thế nên mình thường dường như là mình bị lấn át bởi sự lý luận, lý lẽ của cô ấy. Và dường như mình còn bị lép vế một chút nữa. Cái suy nghĩ này thì thường xảy ra ở những ông chồng mà không giỏi ăn nói này, có tính nhẫn nhịn này, yêu thương, và có cái tính cách là hơi quay vào bên trong một chút. Vậy thì nếu như chồng của bạn là tuýp người như vậy, thì bạn cũng cần thấu hiểu tâm lý của anh ấy hơn, đặc biệt trong những lúc hai vợ chồng có xung đột và mâu thuẫn, để bạn thương người ấy hơn, để bạn bớt quyền lực đi, để bạn bớt kiểm soát đi, và để bạn trả lại vị trí cho người đàn ông của mình. Điều số 6 mà người đàn ông hay nghĩ, đó là cái việc tranh cãi này thật là vớ vẩn. Cái việc tranh cãi này nó chẳng đáng chút nào. Và đôi khi tại sao chúng ta lại phải tranh cãi nhau về những cái việc nhỏ nhặt như thế? Bạn có biết không, hơn một nửa những cái lý do khiến cho vợ chồng tranh cãi trong gia đình, nó không đến từ những việc lớn lao và to tát. Nó đến từ những cái việc cực kỳ nhỏ nhặt, như là nấu cơm, như là dọn nhà, như là chăm con, thậm chí là việc xem tivi và đi ngủ cũng có thể dẫn đến cãi nhau luôn. Và những cái việc cãi nhau từ những cái nhỏ nhặt như thế thường bắt nguồn từ phái nữ. Tại vì phái nữ thì hay để ý những cái chi tiết tiểu tiết nhỏ nhặt, còn người đàn ông thì họ bao quát và rộng lớn hơn. Cái này là đa số nha, tôi ăn biết chắc chắn là sẽ không đúng với 100%, nhưng mà xét trên diện rộng thì nó là như vậy. Vậy nên khi mà bạn cãi nhau thì người ấy cũng dễ nghĩ rằng à, cái điều này đâu có đáng để nói đâu. Nên bạn cũng hãy xét lại mình xem cái điều này có đáng để gây ra xung đột giữa hai bạn hay không. Nếu nó không đáng thì chúng ta đừng làm thế nữa. Mà thậm chí nếu như chúng ta có những cái xung đột to đùng, thì chúng ta còn phải biết cách biến từ to thành vừa, từ vừa hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không có gì. Cái đó mới gọi là quyền năng đích thực. Và điều cuối cùng những ông chồng hay nghĩ khi cãi nhau với vợ, đó là bạn chỉ nhìn thấy điểm xấu của anh ấy thôi, còn đâu bạn chẳng biết ơn, bạn chẳng ghi nhận những cái việc mà anh ấy làm cho bạn gì cả. Bạn lúc nào cũng chỉ tập trung vào khuyết điểm. Và bạn làm như vậy là bạn làm giảm giá trị của họ. Và khi bạn làm giảm giá trị của họ thì bạn cũng đang làm giảm giá trị của chính bạn. Và nếu như chúng ta ngừng tập trung vào mặt xấu của đối phương, chúng ta nghĩ nhiều hơn mặt tốt, thì chắc chắn những việc cãi vã, mâu thuẫn nó cũng được giảm bớt ít nhiều trong gia đình. Bạn thân mến, thông qua video này, Tuệ An muốn chia sẻ với bạn rằng chẳng ai muốn sẽ cãi nhau với bạn đời của mình cả. Và người đàn ông thì cũng không muốn, và phụ nữ thì cũng không muốn. Bạn có thể hiểu rõ hơn một chút về tâm lý của những người đàn ông khi tranh luận, khi cãi vã với bạn đời trong video này. Và để cho chúng ta sẽ biết cách xử lý, để cho chúng ta sẽ bớt đi những xung đột nhỏ nhặt, để cho chúng ta sẽ sống với nhau một cách hài hòa và yêu thương. Chúc cho tất cả những cặp đôi đã, đang và sẽ xem video này luôn hạnh phúc, luôn giảm bớt cái tôi của mình xuống, luôn nghĩ về đối phương nhiều hơn, và luôn sống một cuộc sống trọn vẹn. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An. Bạn thấy đấy, có được tình yêu đâu phải là chuyện dễ dàng, giữ được tình yêu đấy lại còn là một điều khó hơn như thế. Nên nếu bạn đã yêu rồi thì hãy yêu đến tận cùng nhé. Bởi vì nhân duyên lắm thì chúng ta mới tìm được nhau giữa biết bao nhiêu người trong cõi đời này. Vì vậy hãy luôn luôn tưới tẩm cho tình yêu của bạn, để nó ngày càng được xanh tươi, ngày càng trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Chứ còn nếu chúng ta lỡ quên không tưới, thì lúc đó cây tình yêu của chúng ta sẽ héo úa mỗi ngày.
Và nếu như bạn muốn biết thêm những niềm tin đúng đắn về tình yêu, những điều sẽ giúp cho tình yêu của bạn nảy nở, bạn có thể tìm đọc bộ sách Từ Bạn Đời Đến Bạn Đạo của Tuệ An, gồm 2 tập. Tập 1 là Yêu Trong Tỉnh Thức và tập 2 là Kiến Tạo Gia Đình Hạnh Phúc. Và nếu như bạn muốn đăng ký bộ sách này, bạn có thể để lại số điện thoại phía dưới comment nhé, hoặc ấn vào đường link ở phần mô tả để đọc thử bộ sách. Và Tuệ An rất biết ơn nếu như bạn sẽ cho phép Tuệ An có cơ hội được đồng hành cùng bạn qua bộ sách này. Bạn cũng hãy đừng quên ấn like và đăng ký kênh của Tuệ An, là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!